Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu thị trường, Bộ Công Thương dự kiến phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, bao gồm nhập khẩu, mua từ các nhà máy lọc dầu trong nước và tự sản xuất, pha chế. Cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong quý tư năm 2022 là 5 triệu 500 000 mét khối tấn, bình quân khoảng trên 1 triệu 833 mét khối tấn trên một tháng, là nội dung cuộc họp giữa Bộ Công Thương với 34 đầu mối kinh doanh xăng dầu mới được tổ chức tại trụ sở Bộ Công Thương. Việc phân giao được thực hiện căn cứ và tỷ trọng tổng nguồn đã phân giao đầu năm 2022 cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và đã có danh sách với số lượng hạn mức cụ thể đến từng thương nhân đầu mối. Tại cuộc họp, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng cần có giải pháp triệt tiêu tranh lệch về chi phí tạo nguồn giữa nhập khẩu với nhập nguồn trong nước bằng cách lấy quỹ bình ổn giá để bù trực tiếp vào premium nhập khẩu. Mặt khác, đề xuất Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Tài chính rút ngắn thời gian giả soát các loại chi phí từ tần suất 6 tháng một lần giảm xuống 3 tháng một lần để kịp thời cắt lỗ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở các chi phí chưa được tính toán thỏa đáng và room tín dụng hạn chế khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn nhập hàng. Để ổn định thị trường, đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định và thông suốt trong những tháng còn lại năm 2022 và đầu năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối cần tiếp tục quán triệt yêu cầu nhiệm vụ của mình theo quy định tại nghị định số 83 và nghị định 95. Trong mọi tình huống dù giá cao hay giá thấp, dù rủi ro cao hay thấp đều phải thực hiện đầy đủ nghiêm túc chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện đủ sản lượng được phân giao từ đầu năm và phân giao bổ sung điều chỉnh vào tháng 2, tháng 10. Các doanh nghiệp đầu mối cần khẩn trương lên kế hoạch sản xuất nhập khẩu xăng dầu cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng quý và cả năm theo kế hoạch phân giao của Bộ. Các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối sẽ phải triển khai ứng dụng phần mềm quản lý trong kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp đầu mối Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan để làm rõ nguyên nhân, lý do tác động đến thị trường cung ứng xăng dầu của cả nước